Trong buổi phỏng vấn với Vogue, Angelina Jolie đã chia sẻ về cách cô tiếp tục vực dậy sau cuộc hôn nhân thất bại với Brad Pitt. Theo đó, nữ diễn viên khẳng định cô tập trung cho việc nuôi dạy con cái nhiều hơn. Tôi 26 tuổi khi trở thành mẹ, toàn bộ cuộc đời tôi thay đổi. Việc có con đã cứu rỗi tôi và dạy tôi cách sống trong thế giới này một cách khác biệt. Ngôi sao Maleficent thổ lộ, gần đây, tôi đã có thể đi theo con đường đen tối hơn nếu tôi không sống vì các con. Các con giỏi hơn tôi đấy, bởi vì bạn sẽ muốn con cái mình như vậy. Cũng trong buổi phỏng vấn, Angelina Jolie thừa nhận cô cùng các con vẫn cần thời gian chữa lành sau sự biến động của cuộc ly hôn ồn ào. Tôi vẫn đang tìm hiểu bản thân ở tuổi 48. Tôi đã không cảm thấy là chính mình trong một thập kỷ rồi, người đẹp Hollywood chia sẻ trước khi nhắc đến các con. Chúng tôi vẫn cần nhiều việc phải làm để chữa lành. Chúng tôi vẫn đang đi tìm cách. Cuộc ly hôn ồn ào giữa Brad Pitt và Angelina Jolie đã bắt đầu từ năm 2016 vài ngày sau khi vụ xô xát trên máy bay diễn ra. Cả hai liên tục đâm đơn kiện đối phương và tranh chấp về quyền nuôi con cũng như các bất động sản. Cho đến tận thời điểm hiện tại, cả hai vẫn còn tiếp tục nhiều tranh chấp trên tòa án.